chuyển mà đỡ giờ gia can luôn. Con thấy phong ba đó, phong ba là bảo tố những cái thiên tai đó, những cái bệnh bệnh cũng bệnh trời, dông gió cũng trời, là gọi là thiên là trời, thiên tai là địa, đủ thứ là do Ngọc Hoàng đã sắp đặt mở màn ra để cho trừng phạt những người không ác, những người không tu, còn chừa lại những người hiền lương nhân ái đang đem vào dư hội qua chọn người hiền đức lập hội thánh đức đó. Bây giờ á, là để trả lời từng câu đi. Thì thế giới biến chuyển. Thì bây giờ nó đến rồi đó. Con thấy không, cả thế giới bây giờ chiến tranh nè, rồi làm ăn kinh tế cũng suy sụp, là biến chuyển rồi đó. Bây giờ hiện giờ là hiện bây giờ, hiện bây giờ là cái màn này bắt đầu mở cửa. Mở cửa màn, màn một mở cửa là cả thế giới biến chuyển, là có nghĩa là bây giờ con thấy kinh tế cũng suy sụp. Việt Nam mình không có nhập khẩu, người công nhân gì rất là đông rồi đó. Cũng như 10 cái công ty giờ còn làm 2-3 cái công ty à, thì công nhân mình là thất nghiệp rồi. Rồi mình đâu có làm xuất khẩu. Các nước ngoài nó biến chuyển, nó không có nhập khẩu, nó không có buôn bán được. Rồi nó đâu có nhận hàng của mình nữa. Rồi nên là phải biến chuyển, thiên cơ là tới. Rồi còn cái câu kia tiếp nói là câu tiếp nói là từ gài chàng hạ lợi danh trôi đó. Lợi danh là lợi danh là kinh tế làm ăn đó, là coi như là tiền tài kinh tế, ví dụ như công ty nè, rồi kinh tế làm ăn nè, thì lợi danh châu có nghĩa là bây giờ nó suy sụp, đâu có làm được nên nó tiêu, cái nghĩa là châu là tiêu đó, là không làm ăn được thì tới rồi. Mà Di có cũng có câu này cô Năm mới nói quên thì tự nhiên nói quên. Tu hành giả dối khuyên khá đổi. À tại sao thầy lại nói khá đổi là hồi trước tới giờ đó. Là cái kia công ty là biến chuyển hay là hai cái rồi, là không còn làm ăn kinh tế nữa, coi như bị kinh tế bị suy sụp rồi đó. Còn tu giả dối đây, hồi trước tới giờ tu giả dối, nếu thầy khuyên nên bây giờ có biết ăn năn hối cải thì quay đầu đi là kịp. Còn mình làm những hồi trước tới giờ mình giả dối, tu mà giả dối đó, bây giờ nếu suy nghĩ biết ăn năn hối cải thì quay đầu bây giờ là còn kịp, còn không là tiêu luôn. Ăn quan này đã hết đời rồi thì phải lọc lừa, lọc lừa sàng sảy những người tu giả dối thì lao lý cho mình thấy cái cảnh khổ. Mày mới biết tu nè, mày tu không thật tâm nè, thì mày mới khổ. Chứ là tao tu đàng hoàng, ta càng ngày ta càng đẹp ga, ta càng sung sướng, chứ đâu có tu càng ngày gì mà càng khổ. Là tu giả dối thì lao thì lý, là cho thấy cho biết luôn, màn cận rồi nên thầy cho thấy luôn để lọc lừa sàng sảy, tẩy trần trong cái màn mặt hạ này, mới lọc ra những người tu giả dối mới biết. Chứ như ai cũng tu chân là không có lọc ra sao mà con biết, thấy của người này cũng tu, người này cũng tu à, trong cái tâm mà cái ông Phật không biết đâu, chứ người phàm đâu có biết. Ông Phật không biết trong cái tâm người này tu nhưng không có tốt, thì cho mình lọc ra, lọc ra hết, sàng sảy lọc lừa hết màn ba chiến chốt. Bởi vì có người cũng thấy thầy nói chim bao á, thầy nói con gắng tu nghe con để kịp chuyến đò. Bởi cần cẩn rồi nên là những người có tâm đạo thầy nhắc nhở đó, thầy kêu đó, đang cho thức tỉnh đó, trong giấc mơ á. Nên là thấy gì cái thầy nói vậy thôi mình gắng mình tu đi để không kịp chuyến đò. Cũng nhiều người đệ tử của cô gọi cho cô cũng thấy nằm chim bao, thấy thầy, thầy nói con tu đi cho kịp nghe con. Cũng rất là nhiều người như vậy đó. Thì những người đó có căn duyên đó, nên là nên là thầy mới nhắc nhở. Còn những người không có căn duyên thầy bỏ luôn. Có căn duyên nên thầy nhắc để tội nghiệp nó. Nó cũng có căn mà không nhắc nó bỏ cho tội nghiệp. Thấy chứ ông Phật cũng thương chúng sanh như lắm, không phải đâu. Cũng như bây giờ cô thấy vậy chứ cô cũng thương chúng sanh. Mình không có cái, cũng như mình không có cái khả năng mà để như ông Phật. Mình chỉ giúp bằng cái sức lực của mình thôi. Nên mình khuyên cho bà con gắng tu. Còn như Phật ông cứu được, nhưng mà cái nghiệp ông không cứu được luôn. Ông cứu là cứu người hiền lương nhân ái đó, chứ không cứu người hung dữ. Nên là người hung dữ ông cũng đâu có cứu được. Thì cô đây cô khuyên cho những người không biết tu quay đầu tu. Nên là bà con màn này nó rất là cận kề, không có còn lâu nữa đâu, là rất là gần rồi. Thì bây giờ ở trong cái sám giả quyển nhì đó nó cũng đầy đủ lắm,
chứ không có xa. Dạ. Là thầy nói á, khắp thế giới đó tan nát hết rồi. Nên là bây giờ mình nhìn thế giới mà mình biết nước Việt Nam mình nó cũng cận kề. Thì mạng này tới rồi thì mình gắng tu đi để mình nhìn mình coi. Mình không tu mình đâu có coi được. Tuồng đời như pháo trăm ngòi, có nghĩa là mình gắng tu đi. Phật ông thầy, đức thầy nói mình gắng tu mình nhìn cái pháo nó nổ từ từ. Đó, nó nổ tới chúng người nào ác là người đó chết. Bởi vì thầy mới nói là mình ngồi mình xem cái pháo, mình được tu mình mới được sống, mình mới xem cái pháo đó nó nổ tới đâu thì người hung chết tới đó. Đó, tuồng đời như pháo trăm ngòi đó, cái cảnh đời vật chất này nè, ở cái cõi ta bà này đó giống như một cái tuồng cải lương vậy, sắp màn sắp lớp. Rồi tới đó những người hung ác sẽ tiêu, thì cái pháo nó nổ tới đâu thì người đó tiêu tới đó. Nói vậy mình còn sống thì mình nhìn được tuồng đời như pháo trăm ngòi đi chang nữa. Sấm giờ ông thầy nói là y luôn, mình có tu thì mình còn sống, mình coi được Phật, được tiên thánh. Bởi vì ông Phật ông nói rồi, chữ Nam Mô dẹp được lòng sầu thì sao thấy được nhà tiên cửa thánh. Mình niệm Phật mà mình được cái lòng sầu nó diệt, mình được thấy cảnh tiên, nhà tiên cửa thánh. Tưởng nhớ Phật nhân cơm bữa, nên mình cứ tưởng Phật trong tâm mình hiền từ hoài là mình sẽ thấy nhà tiên cửa thánh. Bởi vì rất là dễ mà bà con không chịu làm theo. Danh lợi thì biết rằng làm có tiền mới sống, nhưng mà mình cũng làm vừa đủ ăn đủ sống. Mình đừng có gì danh lợi quá. Thì bây giờ thầy khuyên tu đó, cái ý nghĩa là thầy nói là kêu tu đi thì sau này sẽ gặp Phật, gặp thầy, gặp tiên, là diện kiến tiên bang đó, là mình được diện kiến với Phật, với thần thánh, với các chư tiên chư thần, các vị Phật xuống, là mình được diện kiến, mình tu là mình sống. Còn bây giờ danh lợi tiền tài vật chất buông tất cả những cái tu hiền, những cái làm phước thì đâu có được cận kề tiên bang. Thì lúc đó là sàn sảy, những người không tu thì lọc hết rồi, bỏ hết rồi. Bởi vì thầy nói cái câu thì mình phải suy nghĩ ra. Con đọc đây đi. Người hiền đức thì được kề cảnh tiên bang, phải không? Thì mình tu đó, mình mới được sống, mình mới được gặp Phật, gặp thầy, gặp thần thánh, tiên Phật, mình mới diện kiến. Còn mình không tu sao mình được gặp? Tóm tắt lại là cái chữ tu. Bởi vì được gặp là khắp trong bá tánh kề cảnh khổ, đã kề cảnh khổ. Kề rồi đó, bây giờ nó chung là tới luôn chứ không kề nữa. Sát bên luôn. Nói chung là cái năm này còn ăn Tết được vui vẻ tới Tết, chứ còn qua năm tới chưa có chắc. Mà đạo đức hiền lành kiến tiên bang. Nếu mà người đạo đức hiền lành thì mình được gặp tiên gặp Phật. Mình được dự kiến. Dự kiến là có nghĩa mình hợp lại, mình được gặp Phật, gặp Thánh, gặp Thần đó. Còn người không tu đâu có được gặp. Khi mà núi nổ cái núi lần thứ hai rồi đó, là thập bát chưa ban đó, là 18 nước nó vô đó. Nó quánh đó, nó quánh nặng nó dành cái nước của mình đó. Trong giảng này, trong giảng thầy nói luôn, chứ không phải mình đặt chuyện mình nói nha. Trong này là có trong sấm giảng nói luôn. Khi mà núi nứt rồi đó, là nó qua nó đánh mình. Thập bát chưa ban đó. Thập là 10, bát là 8, là 18 nước nó vô nó đánh mình. Nó đánh tơi tả rồi, sau này mình cũng là đại cường quốc. Nước của mình là đại cường, là đại cồ diệt đó. Nước Việt Nam mình sau này là gọi là đại cồ diệt, là bá chủ hoàn cầu luôn. Coi như là mình là đàn anh đó. Khi mà núi nổ rồi, các nước nó vô nó quýnh mọi người, là lúc đó là Phật dùng thần thông thu tất cả những súng ống, không còn nổ luôn. Rồi Phật mới dùng thần thông lập lại cái đời thượng quân, đời thánh đức. Rồi các nước nó vô nó phục tùng mình luôn. Nó phục tùng mình đó là lúc đó mình làm đàn anh rồi, mình không còn xài nữa. Tuy gần nhỏ bé chứ sau này là cường quốc. Nước Việt Nam mình bây giờ có chút xíu à, nhưng sau này là đại cồ diệt. Còn cái nước Nhật là tiêu, không còn trên cái quả địa cầu, chìm trong biển cả luôn. Rồi nước Nhật nó qua đây á, nó không còn đất ở đó, nó không còn cái nước nữa, không còn trái đất của nó nữa, là nó qua để nằm nô lệ cho mình. Nằm nô lệ là nằm mướn làm thuê, mình mướn gì làm nấy. Giống như hồi đó mà 1000 năm trước là Trung Quốc nó qua đô hộ mình đó, 1000 năm đó, dân mình là làm nô lệ cho nó không. Bởi vì lúc đó bà là cái thời đó là bà Chân Chất gì đó, bà nhất nương mới xuống.
Đó, Nhất Nương mới xuống dẹp giặt đó, mới giấy lấy lại gian sang đến giờ đó. Đầu thế kỷ là bà xuống, cuối thế kỷ là bà xuống màn này. Tới đây là hồi đó đó là mẹ mới cho bà xuống giúp cho đất nước Việt Nam mình là làm tướng cho Trưng Chắc Trưng Nhị. Đi quánh đầu thắng đó mới lấy lại gian sang đó. Là một là nó vô nó đô hộ mình tới 1000 năm. Người dân mình là coi như là nó kêu làm gì làm nấy đó, không làm là đánh mình chết. Mà giống như mình nô lệ nó rồi, nó chiếm đất nước của mình rồi. Mà quánh lại giành lại được rồi con biết cỡ nào không. Thời đó đó bà Nhất Nương xuống đó. Nhưng mà bà nói hồi tiền kiếp trước bà xuống đó để cứu đất nước Việt Nam mình đó là một vị tướng. Nhưng bây giờ bà cũng là ở trên cung trời đó, bà cũng cai quản về cái các tiên xuống trần này đó, là những vị linh căn xuống đây đó cai quản chảnh. Nếu vị linh căn nào xuống đây biết tu thì cái bông chảnh nó tươi trong cái cung bên cung của mẫu đó, cung duy trì của mẫu từng thứ nhất đó, thì cái bông nó tươi. Còn người nào mà ở dưới này không tu là cái bông nó héo. Bà chiết thân xuống đây, một thiền căn ở chảnh giữ cái đó. Bởi vì hôm trước cô cũng định không có, cô cũng không có làm thầy nữa đó, nói chung là cô tính nghỉ đó. Thì mẹ có nói nè, bây giờ cô mới coi ra đúng luôn. Mẹ nói con phải lập một cái bờ bến để cho các con tiên của ta xuống trần đặng mà có thiền có bến đậu. Bởi vì mẹ mẫu mới lệnh cho bà xuống đây đó để tìm các linh căn đang đem về. Bà cai quản ở đó luôn. Đó, bởi vì bây giờ coi ra y chang luôn. Còn một cái chân nguyên thủy của bà đã ở chảnh đó, để giữ cái cung cỡ đó, những linh căn xuống đây bao nhiêu là bà cai quản cái đó. Rồi bây giờ bà mới chiết cái thân xuống đây để tìm các con tiên của mẹ đem về nữa. Bây giờ cô nói cô nghĩ, mẹ nói không được, con không có nghĩ được. Mẹ nói không, con phải làm, con phải một cái bến để mà thiền con của ta có bến đậu. Cô ngủ giấc đó cũng 4 giờ mấy ha, cái nghe tiếng lồng lộng lộng nha. Thức dậy mình cũng tính thức dậy cúng rồi đó, là chim ba thấy đúng đó, giật mình thức dậy luôn. Con phải làm một cái bến để cho thiền con của ta thiền có bến đậu. Con phải dìu dắt các con tiên của ta xuống trần, dìu dắt nó trở về chứ không có bỏ được. Nên là những cái lệnh đây nè, con biết không, những gì căn tiên là cô phiên ăn 10 ngày không đó, là như vậy đó. Mẹ nói con phải phiên cho nó ăn 10 ngày ta mới đem về được, còn dưới không đem về được. Bởi vì người nào lợi được cô cũng phiên gì, nếu ăn được thì tốt, ăn luôn thì tốt, còn không thì cũng phải 10 ngày chứ dưới là không được, đặng đem về mới được. Đó là lệnh của mẹ kêu cô vậy đó. Nên là ai cô cũng phiên vậy không à. Mà có người thì ăn không được, có người thì cũng ăn được, rồi có người thì ăn ngon cũng ăn luôn đó. Nên là mẹ mới dạy cô gành ghẻ luôn, con phải dìu dắt các linh căn con của ta xuống trần. Nhiệm vụ của con phải dìu dắt đặng đem về đó. Một cái thân nguyên thủy ở chảnh là giữ cái cõi đó, cái cung đó, giường ngạn quyển đó, vậy luôn đó. Bởi vì bây giờ tới đây nè, sắp sửa đây đem về, người ta không về mình không biết, mình có tội với mẹ. Giờ kêu thì ai nghe thì đem chứ không đem không nghe thôi, chứ giờ biết làm sao bây giờ. Mà không cho con nghĩ đâu nghe, phải làm đó, phải làm đặng mà dìu dắt đó. Chứ không phải mà nói chuyện mà muốn làm mà làm, không muốn làm mà nghỉ được đâu con. Cô cũng muốn nghỉ luôn đó, mà không được. Cô mà nghỉ nó một ngày chừng 3-5 ngày mà cô nói cô không nghỉ luôn, cô không tiếp khách, là cái này nó mỏi liền, mỏi từ đây qua đây liền. Mà hôm trước cô nói cô nghỉ là không làm nữa là mỏi liền đó. Chừng nào mà hết các căn tiên con của mẹ, không có chuyện đến đây nữa là cô mới có nghỉ. Còn là còn hoài làm hoài, ở gì cũng khổ lắm không? Làm Rồi, cái sứ mạng mà sứ mạng phải chịu thôi. Có người muốn đâu được đâu. Bởi vì giờ mà mình cô Năm không muốn không được, giờ muốn nghỉ nó không được đó. Cũng không được chứ đâu, mình đâu có ham làm gì đâu mà cho lấy tiếng lấy danh gì đâu con ơi. Sứ mạng phải làm thôi. Rồi cảm ơn cô Năm. Con có 4 câu này hỏi cô Năm nữa. Là trong sấm giảng này có nói là ý gì tiên trưởng muốn khuyên đời mà đời lầm lạc lắm đời ơi. Đạo đức nhút nhơ mà sao đặng tỉnh giác mau mau mới kịp thời. Của cô Năm, đạo đức đã là gọi là đạo đức mà sao lại nhút nhơ
mà sao đặng tỉnh giấc mau mau mới kịp thời. Cái này mới, mới khó đó. Dạ. Đạo đức sao lại giúp nha. Đạo đức lấy cái đạo mà tạo cái đời để gọi là nhút nhơ. Yeah. Cũng như á, mình mượn cái đạo đi mình làm cái chuyện không đúng là gọi là nhút nhơ. Ví dụ như con nói con đi ra là con đạo quả nè, con làm những cái việc vậy đó, con kêu gọi nè, làm không đúng là gọi là nhút nhơ. Bởi vì đạo nhút nhơ đó, mình lấy cái đạo của Phật mình đem mình làm chuyện nhút nhơ, bởi vì ông Phật cũng đâu có chấm được. Yeah. Rồi mình phải tiêu. Mình lấy cái đạo thì mình làm đúng cái đạo thì không nhút nhơ. Còn con lấy cái đạo ra con tạo cái đời là nhút nhơ. Gọi là nhút nhơ là như vậy. Dạ, bởi vì đạo đức thầy còn nói đạo đức nhút nhơ. Đem ra đem đạo của thầy mà làm cái chuyện không đúng, gọi là cái chuyện tàu bại. Lường gạt người ta lấy tiền để làm giàu cho mình, làm lợi cho mình là nhút nhơ. Rồi cái câu tiếp. Tỉnh giấc mau mau mới kịp thời. Đúng rồi. Mình đừng có nghĩ là tạo cái đời, bởi vì người dân cũng rất là mến đạo. Rồi mình mượn cái đạo đó, mình lợi dụng, mình kêu gọi làm những việc kia là mình lấy đồng tiền làm riêng tư là nhút nhơ. Rồi thầy phiên mau mau tỉnh thức, tỉnh lại đi, đừng danh lợi nữa, đừng mượn cái đạo mà tạo cái đời danh lợi nữa, tỉnh lại đi mới kịp. Còn không tỉnh lại là đi luôn. Ủa là cô Năm cho con hỏi là kịp thời. Kịp đây là kịp như thế nào? Ví dụ như người ta nói mình thí dụ đó ha, 10 năm, 20 năm nữa thì mới đời tới đi. Nhưng mà những người đó 10 năm, 20 năm nữa thì cũng còn lâu quá. Nói mới kịp thời là kịp sao? Hay là kịp với cái sự vô thường? Kịp với cái sự vô thường có... Kịp với quả báo. Không, thầy nói nếu quay đầu là kịp. Yeah. Mình bỏ đi những cái chuyện mà làm nhút nhơ cho đạo. Đạo Phật là dạy là cho con người tốt, mà mình đem ra mình làm chuyện nhút nhơ mà mình không có quay đầu kịp thì có nghĩa là mình sẽ chết. Còn nếu mình quay đầu được, mình hối cải ăn năn mình làm thì có thể mình chết cái hồn mình cũng được kịp, còn không là không kịp luôn và tiêu luôn. Đó là như vậy. Chứ không có phải là 20 năm nữa chết nhưng cái hồn vẫn còn. Bởi vì thí dụ đời chưa tới đi mà người này quay đầu rồi, nên là vẫn thầy cứu. Còn không có quay đầu vẫn làm cái chuyện tội bại của đạo đem ra mà làm tội rất là vô tội. Tội dữ dằn, không có cái tội nào mà bằng cái tội đem đạo ra mà tạo cái đời. Tội dữ lắm. Còn hơn là mà tội cướp của giết người. Có thể đúng là gọi là cướp của giết người luôn á. Bởi vì người ta là con biết không, người ta yêu mến đạo. Con đem ra đạo, con làm những chuyện. Bây giờ mình nói đây thì cũng đụng chạm, mình cũng không dám nói. Con làm những chuyện nhút nhơ là con làm chuyện bậy bạ là gọi là nhút nhơ. Con làm đem của riêng tư mình, danh lợi cho mình. Nhưng mà bề ngoài con nói con làm cho bà con, chúng sanh. Mau quay để không kịp. Yeah. Và tiêu. Thì là cái màn này là cái màn cuối. Yeah. Nên lọc lừa sàng sấy. Thì bây giờ không tu đến đó thì phải chết. Thì cũng như lọc lừa sàng lại, sàng những cái người không tu. Bỏ qua một bên, người tu, người hiền đem lên. Nên là mới là đến đó tiếng sấm nổ vang thanh. Mình không tu bây giờ là đến đó không có Phật nào cứu mình thì mình phải chết đó. Còn mình tu thì có Phật cứu. Bởi vì cái đời, cái tuần đời này nó đã sắp hết, nên là phải lọc lừa sàng sảy để những người hiền đức còn lại. Còn hồi trước để cái đời thượng quân, trung quân thì chưa có lọc lừa sàng sảy. Nên là thầy mới nói, thầy mới xuống đây là xuống cái màn mạt hạ, mạt pháp luôn. Thầy mới lâm phàm xuống đây để cái màn mạt pháp này, để thầy mới nói ra những cái cơ giảng, những cái giáo lý để mà khuyên bà con tu làm hiền làm lành thì mới có cái câu đó. Chứ còn thời kia là thời tới trung quân, thượng quân đâu có mà tiêu diệt. Bây giờ phải tiêu diệt, phải lập lại đời thượng cổ, lập lừa những người không ác là tiêu hết, rồi những người còn hiền đức ra để mới lựa lại, mới đem vào dự hội thánh đức sau này có vua có chúa. Thánh đức là vua là chúa, còn mình tu là tiên là Phật thì sau này nó có Phật tiên xuống hết tại thế. Nên là mới gọi là sàng sảy, lập lừa mới bỏ ra hết để mới lập lại cái cuộc đời mới. Nó kết thúc, nó cái màn này là nó kết thúc, nên có cái câu đó thầy nói. Dạ. Bởi vì thầy khi mà ra cái giảng thì thầy nói hại quên cả hết trời. Phong ba biển chuyển mà đổi giờ gia can luôn. Dạ.
con thấy phong ba đó, phong ba là bảo tố những cái thiên tai đó, những cái bệnh bệnh cũng bệnh trời, giông gió cũng trời, là gọi là thiên là trời, thiên tai là địa, đủ thứ là do Ngọc Hoàng đã sắp đặt mở màn ra để cho trừng phạt những người không ác, những người không tu, còn chừa lại những người hiền lương nhân ái đang đem vào dư hội qua, chọn người hiền đức lập hội thánh đức trở lại. Đến đó lập hội hôm qua là có vua có chúa, có tiên có Phật cùng xuống hết, nên là mới lập lừa những người đó, đó. Chứ nếu bây giờ màn ngày cuối mà Ngọc Hoàng không cho lập lừa sàng sảy thì làm sao mà con dự hội lập hội hôm qua là được, không lại để gì hoài. Bây giờ con thấy nó loạn không? Loạn luôn. Mà nếu mà ân trên mà không có lập lừa sàng sảy thì nó loạn, không biết chừng nào hết được, chúng sanh mình chắc chết chứ cũng hết. Nên là lọc ra để những người tu không có oan ức. Người ta tu mà sống chung với vậy tao cũng bất ức, tôi khổ thôi, tôi tu không tôi sống chung cảnh này. Nên là cha mới màn cuối cha mới lập lừa, ra lệnh phải lập lừa. Cha ra lệnh lập lừa đấy, cái này cha ra lệnh ngang. Lập lừa sàng sảy, tiêu diệt những người không ác hết luôn. Trường người hiền đức không, không còn bao lâu nữa. Nên mà bây giờ lập lại từ 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 từ. Cũng như cô nói giống như cái kim đồng hồ mà đi tới đó, thì nó lập hoài, nó tới hoài, nó lập sàng được năm này sàng mới, năm kia sàng mới, sàng tới kết thúc là coi như phá sổ, là coi như còn người hiền không, còn người hiền đức không, không còn người mà gian ác bạo tàn nữa. Nên nó là bà con gián tu. Bởi vì sàn năm Covid đó, mấy bao nhiêu người trên thế giới mới có mở màn thôi, con thấy hé có một năm mà con thấy chết thê thảm chứ, cả thế giới luôn. Bởi trong sấm giảng thầy nói cái câu đó luôn trong cái quyển gì đó, khắp thế giới cửa nhà tan nát cùng sấm làng thư thớt bệnh hiu, bấy lâu nay nuôi dưỡng đó, nuôi dưỡng mình đó, chắc chiêu đó, mà bây giờ tận diệt phải tận thân. Phật nó nuôi dưỡng chúng sanh chắc chiêu từng giờ từng phút cho chúng sanh mình tu, nhưng nó không có tu thì bây giờ phải tận diệt lập đời trở lại khắp thế giới luôn, phải mình con thấy Covid không, thế giới nó nhượng mình luôn, nhượng mình luôn. Bởi vì cái câu này là trong quyển nhì đó thầy nói đó, khắp thế giới mà cửa nhà tan nát cùng xóm làng thưa thớt bệnh hiu, bấy lâu nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tận diệt lập đời trở lại. Thấy chờ cái câu đó phải lập thôi, chứ không nói là không có đâu, có bà con đừng nghĩ là không có. Nếu ông Phật ông nói là phải có, mà cả thế giới nó chết hơn mình luôn, bị dân số nó đông. Mà nếu dân Việt Nam mình chết chỗ đó là không còn ngự. Việt Nam là chết tổn nhiều lắm đó, cũng nhiều lắm đó, mà không bằng thế giới nó xe ben không đó. Cái nước mà Trung Quốc với cái nước Thổ Nhĩ Kỳ với Ấn Độ đó, Ấn Độ đó xe ben không đó, nó đào một cái đường dài ngang hai thước là chạy dài vậy, không biết mấy trăm mét đó, đổ xuống bên xuống bên xuống rồi cái cuốc vô gặp Ấn Độ mà chết không kịp thiêu là đem ra ngoài sông chỗ rồi sông Hằng nữa, lớp nào ở trên nó cuốc đất để nó bên xuống hen, là chở bằng xe ben không đó. Xe ben giống như mình cát đá mình bên xuống nó đổ xuống gì đó hen, rồi xuống lớp nào đem xuống sông Hằng nữa. Bởi vì như vậy đó mà còn chưa thức tỉnh Bởi vì là sấm giảng thầy nói cái câu đó là có, nên bà con gán thế giới đó, nhìn thế giới là mình biết mình khổ, nó khổ 10 mình cũng khổ 5 đó, chứ không phải không đâu. Cái thế giới nó nhiều mình đó, là như con thấy Covid là đi trước mình nghe không, xong mới tới mình, nó bây giờ giặt nó cũng trước mới tới mình. Cái gì nó cũng có cái sự sắp đặt của ông trên trò Phật đã sắp đặt rồi, sắp đặt màn ba chiến chốt mới được lựa người hiền đức mới đem vào dự hội hôm qua để chọn người hiền đức thánh đức đang làm cho phò vua giúp nước, chứ không phải mà như không đâu con. Mà bà con chưa nghĩ là chưa đâu, nghĩ gì. Nhưng mà trong sấm nhãn thầy nói một câu này nữa: máy thiên cơ mỗi phút mỗi thai, nẻo thạnh si như thể tên bay, một làn xẹt qua là mình có thể mình mất tất cả. Đó con thấy như bây giờ sụp đất đấy, tự nhiên cái biệt thự sụp xuống cái chỉ có mấy phút mà thôi, không còn đồng xu. Y chang như chấm nhãn thầy nói không? Máy thiên cơ mỗi phút mỗi thai, nẻo thạnh si như thể tên bay, đường dinh nhục của mai có một lát là mình trắng tài. Thấy không? Có luôn cái câu đó mình mới đáp dùng, ứng dụng vô cái thời này nè. Đó, cái câu thầy nói đó là mình áp dụng vô hiện tại bây giờ, đất sập, lốc xoáy,
đúng y chang không, có một phút chứ nhiêu, không còn trắng tay. Bởi vì mà cái máy thiên cơ, còn cái câu này nữa, máy thiên cơ mỗi phút mỗi thay, chỉ một phút là ông thay đổi rồi. Mình thấy đang yên bình như vậy, tự nhiên một phút sau cuồng phong bão tố hốt cái nhà mình thẳng xong rồi. Còn thấy không? Mình đừng có nói là tôi sống gì là bình yên rồi, không có gì, nhưng không, không phải đâu. Trong sấm giảng thầy nói là có hết trơn luôn. Nó thầy nói là máy thiên cơ đó, đâu mình đâu có định trước được. Có một phút rồi, thay đổi rồi. Mình đang sống bình yên gì tôi ngon lành quá, tự nhiên đâu biết cơn lốc ở đâu hốt cái nhà thể xuống sao mất tiêu mẹ đó. Nghèo. Nghèo lại. À, chó nghèo mình trắng tay luôn. Người ta nghèo ta làm ăn, ta còn cái nhà con này cái nhà mất luôn. Đó. Nên là bà con phải biết trong sấm giảng thầy nói rất là kỹ lưỡng. Suy nghĩ từng nét dấu đi rồi biết cuộc đời này sẽ đi vào cái khuôn khổ của sấm giảng của thầy nói ra hết. Sẽ áp dụng vào cái hiện tại bây giờ luôn. Chứ không phải, không có xa đâu. Nên bà con gán tu. Được cô Nam chỉ là có phiên tu mà thôi. Bây giờ mình tu khó khăn, mình niệm Phật cho nhiều. Tại vì á, bây giờ là cái pháp môn niệm Phật là thầy nói, chỉ có cái pháp môn niệm Phật là ngon lành nhất. Bây giờ thời cuộc nó kết thúc, mình đâu có ngờ mình tụng kinh có mỏ đồ cho nhiều. Nhưng đi đâu cũng niệm Phật, đi đứng nằm ngồi sáu chữ Di Đà trong lòng không quên. Ngủ cũng niệm, thức cũng niệm, đi cũng niệm, quét nhà cũng niệm, rửa chén cũng niệm. Nói chung là chạy xe, mấy đứa con chạy xe cũng niệm. Cứ niệm hoài trong tâm cho nó nhớ. Không lúc nào mình quên thì mình nhớ niệm lại liền. Cô đi ăn cô ngủ đó, cô chở giấc qua cô cũng niệm Phật. Con phải nhớ niệm ba danh hiệu nè. Ví dụ mình niệm Nam Mô Di Đà Phật một hồi, cái mình nhớ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật một hồi đó. Rồi một hồi mình nhớ cái mình niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Cứ ba danh hiệu niệm qua niệm lại hoài. Tại vì màn này là ba vị Phật Tổ là giáo chủ ta bà. Mình không niệm cái danh hiệu của ổng là mình không có tự nhớ ổng. Tại vì ổng làm vua, mình nói cái vua làm vua đi. Vua là cai quản một cái cõi ta bà này, đúng như là gọi là vua đi đó. Thì mình phải nhớ đến ông vua của mình. Thì mình phải có cái lòng mình thương yêu. Để mà như ông vua cũng lo cho nước đi. Như bây giờ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là Phật Tổ. Ừ, là ổng là Phật Tổ. Mà ông xuống đây cái cõi ta bà này để ông hoằng quá trong cái cõi ta bà này. Mà chúng sanh không có biết tới danh hiệu của ổng, của Ngài, nên là Ngài cũng buồn. Buồn là buồn gì cho chúng sanh không biết thôi, chứ không phải là niệm danh hiệu ổng tân bốc lên mà ổng thương, không phải gì. Buồn cho chúng sanh không biết rõ về Phật Pháp, không biết rõ về nguồn gốc. Mà niệm Phật không thì cũng được chứ mới không. Nhưng mà mình biết thì mình phải niệm danh hiệu. Còn người ta không biết thì thôi, ta niệm Nam Mô Di Đà Phật không cũng được. Còn cô biết, như là trong giấc mơ đó hen, là mẹ nói á, hồi đó giờ cô cũng đâu biết niệm Nam Mô Di Đà Phật không mà. Nhưng trong giấc mơ mẹ nói con phải niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật nữa nghe con. Và từ đó cô mới biết. Giờ cô niệm Phật thì nhiều hơn. Thí dụ mình hai phần niệm Phật, một phần niệm Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, một phần niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Là niệm Quan Âm đi là mẹ cũng kêu luôn. Mẹ nói con phải niệm danh hiệu của mẹ nữa. Nói trước, hồi trước giờ cô tu mấy chục năm chứ cô cũng niệm Nam Mô Di Đà Phật không, đâu có biết. Nên bây giờ cô được kêu, nên cô dạy mấy con lại. Nên là cô dạy trên mấy các mấy đứa con mà trong bà con trên cộng đồng mạng đó. Thì hồi trước giờ mình không biết, bây giờ nghe cô nói thì mình biết, mình niệm thêm đi. Mình niệm thêm là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Đó, mình niệm thêm nữa là ba danh hiệu đó. Tại vì sau này đó lập hội Long Hoa đó, nhờ Phật Tổ Phật Di Đà, chứ không có quánh mình te tua luôn. Quánh vô gì cũng lúc đó hen, là máy bay không chạy, tàu cũng không còn chạy. Máy bay tàu bè tất cả lợi là súng đạn cũng không nổ luôn. Đó, trước mở màn thì bắt đầu súng đạn còn bắn với nhau nha, tàu bè chiến đấu với nhau. Tới mà màn 2 rồi đó hen, thì không còn súng, không còn nổ, tàu cũng không chạy, máy bay cũng không chạy. Lúc đó là phần vô vi quýnh, quýnh với nhau dữ dằn. Năm công chúa năm nước đó là qua nước Việt Nam mình đánh. Rồi lúc đó là nhờ Phật Tổ chứ Phật Di Đà với Quan Âm Bồ Tát có ba vị đó mới thu lại thôi. Chứ không phải mà không có ba vị đó là mình tiên trưởng tiên đồ quýnh cũng không lợi luôn.
Nói gì này không biết. Nên là bà con gắng mà tu. Nên cô nói dòng do qua lại thì cô cũng nhắc bà con phải tu. Rồi gấm lắm. Màng 2 là thấy rồi. Sắp sửa là màng bây giờ này màng 1 nè. Chưa đâu. Cuối năm này đi rồi bà con mới thấy. Chừng nào mà tiếng sấm nổ thứ hai đó, bà con sẽ thấy liền. Y như trong sấm dẫn thầy nói. Thì ở đây thì cô nói chung là cô thì cũng xem giảng của thầy thì cũng cũng xem, cũng biết, nhưng mà cô cũng không có lấy trong sấm giảng mà cô bàn ra nhiều quá. Tại vì cũng không có dám đó là khẳng định là năm nào, tháng nào, nhưng mà cô cũng lấy cái sấm giảng của thầy, cái giáo lý của thầy ra để cô nhắc nhở bà con tu. Thì bây giờ những cái giáo lý của thầy đó, nói trước đây là mấy chục năm đó, thì bây giờ sẽ áp dụng vào cái thời này, cái năm này, cái năm này, năm mèo này. Ừ. Đó cũng như là thì nước coi như ở chỗ bể núi mình thì hồi nào giờ 40 năm không có nước ngập gì mà dùng núi mình cai mà nghĩ mà ngập gì không đó. rồi lấp xáy sập đất, rồi giờ này sập đất thì trong đó nhà cửa trong cái cục đất thì sập có chỗ 10 căn, mười mấy căn, 5 căn, 7 căn đều có hết. Thì đó thì thầy nói rồi, thầy nói là khắp thế giới luôn, màn này là mới mở màn đó, là bà con phải thấy cái này chỗ kia thì biết rồi đó, mình được ở trên này yên là mình có tu rồi. Trong cái xóm đó, ví dụ trong cái ấp đó đi, cũng có nhiều người tu, còn cái ấp kia không nhiều người tu, nên là cho mình thấy thức tỉnh năng mình tu cho kịp, chứ không thôi là không có cảnh báo. Giống như mà con đi ngoài giao thông, đường lộ nó phải để cái bảng cảnh báo không cho chạy nhanh, thì mình biết rồi mình chạy chậm lại. Còn giống cái này chỗ đó sập cảnh báo cho mình biết là mình tu ghét tu cho nó mau. Có gì hết trơn bà con mới thấy, mới biết, mới thức tỉnh mới được. Cái gì nó cũng có hết trơn, nên bà con cũng gán thấy chỗ đó sập đất là cảnh báo đó, mình biết mình tu ghét đi. Mình thấy tài năng sập mình là này khỏe ghê, cái mình phái mình buồn, cái mình không có, mình vui cái mình không có cần là niệm Phật tu, chứ nó tu ở chỗ này tu quá trời sướng rồi, tu không có cần tu, tu không bị gì hết. Nhưng mà bà con đừng nghĩ vậy. Cảnh đó báo là những cái điều cảnh tỉnh trong cảnh tỉnh cho mình thấy chỗ đó gì là mình phải tu. Đó, mình phải tu cho nó kịp hen. Chứ không tu là không kịp. Giống như bây giờ và như cô nói lên đây, cái vật chất hiện tại thì nó cũng giống như vô vi. Bây giờ con chạy theo khúc đường đó, công an giao thông có cái bảng chạy không được, chạy chậm chứ không được chạy nhanh. Thì đó mình biết cảnh có cái bản cảnh báo rồi đó, là mình phải chạy chậm lại liền. Giống như bây giờ thấy đằng kia thì sập đất, ở này cảnh báo mình tu quyết quyết đi, không kịp. Cảnh báo mà mình không chịu mình vượt luôn thì vượt luôn là bị phạt, giống như trần gian của nó. Và cái bản báo, biển báo là cái biển báo là chạy không được 70 cây số, 40 cây số giờ, mà con chạy 70 số giờ là tới đăng giao thông nó lụm. Giống như mình đang không tu, lát nữa mình bị bên kia nó lụm mình. Cô nó phân rõ luôn đời và đạo thực tế để đi đâu với nhau. Nên bà con gắng đừng có thấy mình ở chỗ này khỏe quá cái mình không tu ngang, tu mới được. Đừng thấy chạy o o đường trống chạy hoài. Bởi vì cô lấy cái đời với cái đạo, cô nói cho bà con đi hiểu biết đời cũng vậy mà đạo cũng vậy, nó khó luôn đó chứ không phải như không luôn nha. Nên là bà con gắng tu đi cho kịp màn ba chiến cho, để được vào vô hội Long Hoa, gặp Phật, gặp tiên, gặp thánh, gặp tất cả các tiên trưởng xuống luôn. Nói chung là tới mà vô hội Long Hoa được là tiên, bởi vì trong sấm dẫn thầy nói Phật tiên thánh cùng nhau xuống thế đó, sau này xuống hết luôn, tiên cũng xuống nữa, cũng hợp hậu với mình nữa, chứ không phải Phật không. Thời thánh tức là mình sống chung một cõi chung với thánh. Đó, chung sống chung luôn, lúc đó là mình tiên luôn rồi. Mình là người tiên luôn rồi. Đó, nên là bà con gắng tu màn này thì cũng được Phật ân xá rồi. Cũng như thầy cũng nói là nay xã tử chỉ còn một lúc mày quá ngon lành, bà con cứ gắng tu ân xá mình rồi. Những việc gì trước đây mình làm, những gì không có đúng đó, thì cũng bỏ qua cho mình chứng mình lúc bây giờ mình biết tu nè. Tu là phải sửa nghe. Cái chữ tu nó liền với cái chữ sửa đó. Tu mà không sửa, tu mà không hành đó. Hành bất chánh người đời mới nói đó. Mình tu mình phải hành, hành những cái giáo lý của thầy, giờ mình sửa theo cái giáo lý của thầy dạy nha. Rồi mình hành cho đúng lời thầy dạy là gọi là tu phải hành.
mà hành bất chánh nghĩa là mình không hành theo giáo lý của thầy, mà mình hành cái chuyện của mình ở ngoài đời, danh lợi tiền tài, rồi lường gạt lẫn nhau, rồi đấu đá lẫn nhau, rồi là tranh đua, rồi giết lẫn nhau, rồi đó là không đúng, là không hành theo cái giáo lý của thầy. Thì bất chánh thì người đời người ta nói, nên mình phải hành cho đúng cái giáo lý của thầy dạy mình, thì mình gán tu cho nó là phải đúng cái giáo lý của thầy, hoặc là cái giáo lý của Phật. Bên nhà Phật tu cũng vậy, cũng dạy mình hiền lương, không chứ không ai dạy mình ác gian. Những quý vị nào tu bên đạo nào cũng vậy, phải hành theo cái pháp môn của Phật dạy ra thì mình sẽ được, chứ không có gì là khó. Phật bây giờ dạy cũng rất là rõ rồi, đâu có gì đâu. Bên Phật thì là năm giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không rượu chè. Thì bên nhà Phật cũng có năm giới, bên thầy mình cũng năm giới: vọng ngữ, tà dâm. Vọng ngữ là nói thêm nói bớt đó, là những cái lời của mình ý ngôn mình nói ra, mình nghĩ mình khôn lanh trí thức, mình học giỏi, cái mình coi người ta người nghèo, người không có trí thức, cái mình khinh bỉ người ta. Nên là mình phải hành cho đúng, thương lẫn nhau, chứ không có gì sau này lọc lừa hết trơn. Bởi vì thầy mới nói 10 phần mà chết 7, còn 3, chết 2, còn 1. Nhưng mà bây giờ bà con gán tu chắc còn được 2-3 quá, không đánh đổi. Bây giờ cũng nói chung là cũng tu nhiều rồi. Cô cũng giá cho bà con gán tu nhiều nhiều để còn sống nhiều nhiều. Thầy thì nói vậy nhưng mình quyết chí mình tu. Thầy nói một nhưng mình gán sống, mình gán mình tu. Quyết chí tu đi, cũng còn được 3 cũng được. Nên là bà con gán tu đi. Ở trong sấm giảng thầy nói vậy nhưng mình gán tu mình vượt qua. Nên là bây giờ á, thì á, là ở trên á, cũng nhìn xuống đó, cũng giảng ra cho một chỗ này sụp đất một chỗ, chỗ kia dốc lấp xấy một chỗ, cho chỗ nọ sụp đất hay chỗ này kia, em cho cái người mà chưa có bị đó mới thấy đó, mới thức tỉnh, mới tu, để cho tu, tu từ từ đến kết thúc rồi mới tính. Đó là những cái điều cảnh tỉnh mà trên sắp xếp để cảnh tỉnh đó, những người chưa có tu đó đang thấy gì mới tu, rồi khi mà cuối màn đó thì nếu không tu nữa thì cho vô luôn, rớt ra luôn. Bây giờ để cho mày, cũng như giống con đi thi đại học đi, con thi rồi chừng nào kết quả con mới biết. Thì bây giờ đang trên đường tu tập, bà con bây giờ hiện giờ đang trên đường tu tập, phải gán tu tập, tu sửa, tu tập, tu tâm sửa tánh, hiền lương nhân ái, đến cuối rồi đó thì lật sổ ra ai được hay không. Mới giúp. Như là bây giờ là mình đang thi hết, mình đang thi đó. Còn những người mà con thấy bây giờ chết nhiều đấy, là những người đó không tu, không biết Phật pháp luôn, không biết một cái gì về Phật pháp thì chết trước, còn biết hơi hơi để cho mày tu. Đến cuối mới đặt cái sổ ra coi mày tu được bao nhiêu, có biết tu hay không. Bởi vì cũng hơi biết rồi để cho nó gán nó tu. Còn những người bây giờ con thấy ha, chết liền lật ngang thì chưa biết gì lắm. Có người biết mà không làm theo, cho mày thấy, cho thấy để thức tỉnh vậy nè. Những người tu nè, người này cũng tu, tại sao người này cũng tu cũng chết, là tất nhiên người này tu không có đúng, quy y với thầy, theo đạo hòa hảo, mà làm không có đúng cái giáo lý của thầy, nên là cho mày chết, cho mày mà để y. Rồi cho cái người này thấy đó, ông này ông tu nè mà ông làm gì sai nè, mình mới sửa mình lại. Thấy không? Mình cúng đạo này cũng tín đồ, mình cũng tín đồ, sao ông này ông muốn chết gì kia. Mình nhìn lại đi, rồi mình phải sửa, cảnh tỉnh luôn đó, cảnh tỉnh trong đồng đạo luôn đó. Cho con biết, phải cảnh tỉnh người dân không đâu, trong cái bổn đạo của mình đó, đang sân sẵn tự nhiên lật ngang, là mình thấy tại sao ông này cũng tu mà ông gì. Rồi mình phải dòm lên mình sửa, coi mình làm gì có đúng hay không, sao mình cũng tu, ông cũng tu, mà sao ông chết bất đắc kỳ tử vậy. Nên mình phải nhìn lại mình, để mình sửa, cảnh tỉnh cho mày thấy, tu mà cũng chết á, mà tu không đúng mới chết á. Cái nghĩa là như vậy đó. Mà những người tu đúng là theo như cô Năm thì người ta có biết trước không? Biết con. Người ta biết nhưng mà người ta tham vọng. Ta tham danh, tham lợi, tham tiền, nên người ta phờ qua cái kia, lờ mắt qua hết. Cũng như là khi mà con quy vào đạo thì sấm giảng thầy đã giả hết rồi. Không tham nè, không si nè, mà con biết mà con vẫn làm, là tất nhiên mình tham danh, tham lợi, tham tiền, tham tài, những lời thầy nói là phớt qua hết, đọc để đó. Nhưng mà bị gì danh lợi nó che mờ con mắt,
nghĩ là danh lợi thực tế chứ không nghĩ xa vời tương lai đó, những người đó là không có đi vào đâu. Bây giờ nè, có người nè cũng quy với đạo thầy nè, ăn chay trường luôn nè, mà lấy cái đạo tạo cái đời lợi, làm danh lợi, lợi cho mình đó. Những người đó ha, tới đây sẽ trừng phạt hết, không có còn lâu. Con cứ để đi, chẳng thà mình ngoài đời đi, mình làm cái gì cũng được, mà đừng có lấy cái đạo ra mà tạo cái đời. Dạ. Là tội rất nặng, biết lực phạm lực, nặng dữ dằn luôn, không tha. Gươm ba thước nơi pháp tràng chỉ kẻ hung đồ. Thầy nói rồi, có chứ sao không có, không có thầy đâu có nói. Dạ. Đúng không? Quy y thầy, ăn chay trường, lấy cái đạo tạo cái đời, làm những việc danh lợi cho mình, gom vào cho mình, không có chứng đi vào đâu hết. Nên là phải biết, đừng bị vô minh che mờ tâm trí, mà danh lợi tiền tài che mờ con mắt. Cái miệng thì nói thao thao, nhưng mà cái lòng danh lợi không đó. Những người đó là không tồn tại. Cô nói đây nha, là cô nói cái gì cũng cô cũng nói trước không đó. Mấy con lý nào đó giờ quay qua, cô nói trước không, chứ không có đợi rồi cô mới nói. Tới cuối năm này những người mà tu mà mượn đạo tạo đời đó là từ từ sẽ diệt những người đó trước, cho những người ta thấy. Rồi từ 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 cũng như là kim đồng hồ mà cô nói đi tới hoài đó, không lùi đó. Nên là bây giờ á, bà con gán tu. Bởi vì vật chất này là giả tạm mà, tiền tài danh lợi thì giả tạm hết. Mình tham đắm chạy theo danh lợi, rồi mình bỏ cái sự tu hành, hoặc là mình không có để ý vào cái những lời thầy dạy, nên mình bị danh lợi tiền tài nó quá là nó che mờ con mắt, thấy tiền chứ không có thấy đạo. Nên làm gian ác cắt cái nhà cho lớn, cái cơn gió đi ngang cái gọi nó thì bởi vì máy thiên cơ mỗi phút mỗi thai nẻo thạnh si như thể tên bay, như thể làm tên là bắn qua một cái là mất liền tài sản tất cả trắng tay lại. Chứ không có gì chứ. Hoặc là một cái chập điện gì nó cháy một cái rồi là con cũng trắng tay. Bởi vì máy thiên cơ mỗi phút mỗi thai, đừng nghĩ mình làm gì là ngon lành, không có ngon. Mình cái tâm mình ngon là mới tốt. Làm những việc gì cho chúng sanh là làm cho chúng sanh. Còn ai cho thì mình ăn cái đó, mình không xâm phạm đến cái của chúng sanh bà con thì mới đúng. Thank you.